Chào các bạn, hôm nay mình có mua một ít khoảng 10.000 tiền rau mùi ở trong một cái siêu thị rất là nổi tiếng ngay gần đây, ngay gần chỗ mình. Đấy, thì ở đây là họ bán là 10.000 đấy, 49.000 đồng kg, 242g cho 11.000. Nhưng bây giờ mình xem sự khác biệt giữa cái rau mùi đây, rau mùi ở trong siêu thị này với rau mùi của bên mình nhá. Đấy, thì mình mở đây. Đó. 10.000 một cân thì nó sẽ trông như thế nào? Siêu thị họ. Các bạn nhìn thấy này. Nhất là họ nhổ hết rễ lên. Họ nhổ hết rễ lên vào đây, các bạn nhìn này. Nó vẫn còn đọng cái đất màu nâu, đúng không? Đấy, và cái rễ của nó rất là cứng. Nó không được rễ chùm dài như mình. Tức là sở dĩ là cái rễ này nó mọc, cái rễ thẳng này, cái rễ gốc, rễ chính này, nó mọc nó to như này bởi vì là nó phải chọc xuống đất. Tức là giống như mũi khoan ấy, khi mà hạt giống nó lên ấy, nó phải chọc xuống đất. Và cái đất thì nó cứng mà, đất thường ấy, nó cứng, cho nên là cái này nó phải mọc to, mọc nhọn và tập trung thì nó mới khoan được xuống một lỗ để lấy chất dinh dưỡng lên. Thế nhưng mà do là nó không tơi xốp, đúng không? Cho nên là cái cây này nó ăn là nó rất là cứng. Đấy, cái thứ hai nó ăn nhạt tuẹt vì làm gì có cái chất gì đâu. Trên cái mảnh đất người ta dùng đi dùng lại thì người ta buộc phải bón bổ sung chất kích thích tăng trưởng và hóa chất, đúng không? Và cái này thì bạn sờ vào đây là thấy cái cảm giác của thấy đất này, đúng không? Không ai dám ăn sống cái này cả. Đấy, chúng ta phải rửa qua rất là nhiều nước đó thì mình dám ăn. Đây này, đấy, nó cứ nâu nâu như vậy. Và thế còn cái rau mùi của bên mình ấy, hôm trước mình các bạn xem ấy, thì là cái rễ này nó không to mà nó có rất nhiều rễ nhỏ, bởi vì cái phân chủ quyền nó rất là tơi xốp, cho nên là cái rễ này nó không tập trung thành một cái cọc rễ riêng, đúng không? Mà nó lại thành rất là nhiều rễ nhỏ rất là dài bám xuống. Và khi nhổ lên thì mình rũ một cái là hết sạch phân chủ quế luôn, bạn có thể ăn sống được. Các bạn sờ vào ăn sống hoàn toàn yên tâm. Khách hàng khi đến chỗ mình ấy thì họ sờ vào rau là họ biết là ăn sống được. Thế cho nên là thường là mình quay lại được những cái hàng họ ăn sống, đúng không? À đấy, lại còn nói là tất cả những cái rau này thì nó đồng đều và cái thân thì nó dai. Đấy, nó dai dẻo. Nó to. Đấy, một cành thì nó, một cây thì nó có đến đây, có 3 cành, trong đó có một cành to này, 2 cành to này, còn cành nào nhỏ hơn. Và có một cái lá ở đây. Đếm tổng cộng trên một cây này có 2, 4, 6, 8, 10, khoảng 11 chiếc lá, đúng không? Cho đến khoảng 15 chiếc lá trên một cây. Đấy, và cái thân cây to mập, còn thân cây của mình thì nó mỏng mảnh và lá của mình nó thơm. Đấy, đằng này người này cũng có một cái mùi hơi thơm thơm nhưng mà nó không thơm được bằng cái mùi kia của bên mình, đúng không? Có thể đây là một cái loại giống khác, tuy nhiên là cái cảm giác mà chúng ta điểm ăn được sống thì là gần như là không có, không ai dám cả. Chúng ta phải rửa rất là nhiều lần và thôi thì nhắm mắt trông coi là để chế biến với lại thức ăn khác, đúng không? Băm nát ra rồi chế biến với hành, đấy, ví dụ thế. Thì với cái giá rất là rẻ như vậy, khoảng độ 50.000 một kg, đúng không? Tức là họ tính theo kg, còn bên mình thì tính theo cái túi nhỏ. Một túi nhỏ của mình ấy là 30.000 rồi. Cái túi nhỏ của mình chỉ bằng nửa cái này thôi, 30.000 rồi. Và tất nhiên là cái trọng lượng nó sẽ không nặng bằng cái loại này, đúng không? Thì ví dụ tính ra 1kg của mình có thể lên đến 200-300.000 một cân, ví dụ thế. Thế nhưng mà ăn sống hoàn toàn và an tâm hoàn toàn, sạch hoàn toàn. Đây thì vẫn đi, nếu đi xét nghiệm cái này thì vẫn có thể có cái chất kích thích tăng trưởng, chất hóa học vân vân, đúng không ạ?